Thưa quý vị, mới đây, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ninh Kiều và quận đoàn Ninh Kiều đã phối hợp tổ chức chương trình lễ hội Trăng Rằm năm 2024 với chủ đề Trăng Rằm của em. Tại lễ hội Trăng Rằm, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Ninh Kiều đã đọc thư của Tổng Bí thư Chủ tịch nước gửi đến các cháu thiếu niên nhi đồng nhân dịp Trung thu năm 2024. Các em được tham gia các trò chơi và thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và quận đoàn Ninh Kiều trao tặng 440 phần quà, mỗi phần quà gồm một hộp bánh Trung thu và một lồng đèn, tổng trị giá 154 triệu đồng.